Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước á, thì ở trong phần sách giáo khoa thì thầy đã quay xong cho các em toán 6 3 bộ cánh diều chân trời và kết nối, kho tự nhiên cũng vậy, 3 bộ cánh diều chân trời và kết nối. Lên chương trình lớp 7 cũng vậy, lớp 8 cũng vậy, nhưng mà lên chương trình lớp 8 và lớp 9 thì kho tự nhiên chỉ còn lại có 2 bộ thôi em. Đó chính là kết nối và cánh diều thôi. Còn chân trời sáng tạo thì bộ dục không có phê duyệt ở chương trình lớp 8 và lớp 9 các em nha. Ta phải lưu ý như vậy. Đối với ở chương trình sách giáo khoa thì thầy đã dạy hoàn toàn miễn phí cho em cả năm ở đối với chương trình toán và kho tự nhiên rồi. Đối với cái phần sách bài tập này cử cả 3 bộ, thầy quay 3 bộ em. Đó chính là lớp 6 là cử cả lớp 7 và lớp 8 thầy đang hoàn thành. Toán thì thầy đã quay xong ở học kỳ 1 của bộ kết nối và bộ chân trời cánh diều lớp 6 lớp toán học kỳ một chưa quay nhé. Thì ở đây thầy lấy tiền uống cà phê thôi, thì thầy sẽ quay cho các em ở phần lý, phần hóa và phần lý. Là phần này là thầy thu phí tiền cà phê là 200k em nha. 200k thì chúng ta có thể đăng ký vào trên biểu mẫu thầy có gắn ở trên đó, và hoặc là chúng ta nhắn giùm thầy qua cái số điện thoại qua Zalo. Cái này biểu phụ huynh nha, tại vì các em lớp 6 thì rất là nhỏ, 034 861 0656. Đây chính là cái số điện thoại của thầy. Thầy cho trên màn hình, có thể nói phụ huynh alo trực tiếp hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo. Tốt nhất thì nên nhắn tin, tại vì sợ lúc nhiều lúc thầy rất là bận em. Cả ngày thầy cực kỳ bận rồi, dạy trên trường rồi quay clip rồi làm máy tính rồi ba la tùm lum hết nha. Nên là thầy thu phí ít thôi, phần hóa phần lý chỉ có 200k thôi mà cả năm. Đối với chương trình cũ em cứ thầy phân ra học kỳ 1 một môn như vậy là 200k đấy, chứ không phải ít đâu. Mà ở chương trình mới này nó gộp lại trong quyển sách này thì thầy thu phí rất là ít nè, thực sự là em như vậy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần đầu tiên, về cái phần đây thầy nói luôn. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ được học ở trong chương 1 này, mở đầu câu tự nhiên này. Những cái bài này là nó thuộc về phần 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 lý này, chất chất quanh ta thuộc về phần hóa này, một số vật liệu này gần như thuộc về phần hóa này, đây cũng phần hóa này. Như vậy thầy sẽ quay tới cái bài 17 này, ta chắc ra khỏi tới bài khỏi hỗn hợp em nha. Ok, ta phải nhớ như thế. Rồi, còn cái từ cái chương 5 này, cái chương 5 trở đi thì nó thuộc về phần sinh học. Rồi, sinh học thì nếu như cô quay nữa thầy thu phí 100k, nhưng mà cô chưa rảnh nha, chưa rảnh. Nên thầy chỉ quay phần lý phần hóa cho các em thôi. Còn phần sinh này toàn là lý thuyết không à. Lý thuyết không nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái phần đầu tiên, ở cái bài 1 là giới thiệu về kho tự nhiên. Và thầy cũng nói luôn là đối với chương trình kho tự nhiên á, thì chương trình lớp 6 ấy, thì nó lý thuyết rất là nhiều em. Phần bài tập ví dụ hóa hợp lý thì cũng có nhưng mà rất là ít. Nhưng mà đối với chương trình lớp 7 và đặc biệt là lên bắt đầu từ chương trình lớp 8 nha, là phần kho tự nhiên là thầy nói với em là nó dài, riêng phần hóa không là cái lượng bài tập và công thức là cực kỳ nhiều. Nhưng mà nó cũng theo tùy theo mức độ, tại vì các em mới chương trình lớp 6 nên là cái chương trình nó còn khá là dễ, nó sẽ khó dần lên bắt đầu từ chương trình lớp 7 trở đi nha. Ta sẽ đi sang cái bài số 1, giới thiệu về khoa học tự nhiên. Ta đi sang câu 1.1, lĩnh vực nào sau đây không là không nhé, không thuộc về khoa học tự nhiên. Như vậy trong cái quyển sách khoa học tự nhiên thì người ta viết về các lĩnh vực, vực ví dụ như là lý, hóa, sinh, thiên văn, địa chất, đúng không nào? Như vậy ở đây là A, sinh hóa có, nhưng ở đây người ta nói là không, không thuộc thì sinh hóa này có thì người ta không chọn, thiên văn có, lịch sử có không. Lịch sử thì nó sẽ được viết ở trong cái quyển sách lịch sử và địa lý á. Lịch sử và địa lý thì chứng tỏ không, thì đó chính là lịch sử địa địa lý lịch sử này. Địa chất thì trong cái quyển khoa học tự nhiên lớp 6 này cũng có em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo. Như vậy thì ở đây câu số 2, đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên, là của khoa học tự nhiên em nha. Như vậy thì chúng ta biết rằng là khoa học tự nhiên ấy, là một nhánh của khoa học đang nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên này, tìm ra các tính chất các quy luật của chúng,
có đúng nào? Như vậy thì ở đây là nghiên cứu về tâm lý của vận động viên bóng đá. Nói về tâm lý thì không phải đâu, nó thuộc về phần tâm lý học, đúng nào? Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ, đúng không? Nghiên cứu về ngoại ngữ, ngoại ngữ thì cũng thể nó thuộc về môn ngoại ngữ rồi. Nghiên cứu về luật đi đường, luật đi đường nghĩa là về phần an toàn giao thông, đúng không? Như vậy thì ở đây thầy đã nói rồi, khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất và quy luật của chúng. Như vậy thì nó sẽ nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ, các em nha. Ta sẽ chọn thì là câu B. Ok, ta đọc thế nào. Ta sẽ đi sang ở câu 1.3. Hãy kể tên 5 đồ dùng hàng ngày không được chế tạo dựa trên các kiến thức về khoa học tự nhiên. Không dựa trên nhé. Như vậy thì hầu hết các vật dụng hiện nay á, thì con người sử dụng đều là thành tựu khoa học tự nhiên nha. Đây, bây giờ thầy sẽ kể ra cho các em ở trên đây. Thì 5 đồ dùng, hãy kể tên 5 đồ dùng hàng ngày không được chế tạo dựa trên các kiến thức về khoa học tự nhiên. Ví dụ như là 5 đồ dùng, đúng không? Ví dụ như là đôi đũa này, đôi đũa mà chúng ta ăn cơm ấy, thì ví dụ có thể đũa tre hay là đũa nhựa, thì nó chả có liên quan hay vận dụng về khoa học tự nhiên cả. Hay là cái thớt gỗ, cái gỗ ha, hoặc là cái bát như là chén đấy, chén này ngoài Bắc gọi là bát nhưng mà ở trong Nam thì gọi là chén nha. Hoặc là thìa người ta gọi là cái muỗng đấy ha. Hoặc là cái khăn trải bàn, thì đây chính là 5 đồ vật mà chúng ta có thể kể thêm nha, 5 đồ vật mà đồ dùng hàng ngày mà chúng ta không được chế tạo dựa trên các kiến thức về khoa học tự nhiên. Đó chứ nào. Ok, rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo là câu 1.4 nha. Thì ở đây người ta hỏi như đây: theo em, việc con người chế tạo ra bom nguyên tử có phải là do lỗi các nhà vật lý đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử hay không? Các em, không phải nha. Không phải do lỗi các nhà vật lý đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử, mà do lỗi của những người đã sử dụng cái phát minh của những nhà vật lý này vào mục đích chế tạo nguyên tử. Nhất là những người sử dụng này để mà vào mục đích ví dụ chiến tranh này nha. Ví dụ như các em biết cái vụ nổ ở Nhật Bản ấy, ở thành phố Hiroshima, hai cái quả bom nguyên tử nó đã phát nổ. Và khi mà bom nguyên tử mà kích hoạt và gây nổ thì chúng ta biết rằng là cái thảm họa đối với loài người là kinh khủng luôn. Tại vì cái bán kính mà sát thương của nó là cực kỳ rộng. Nên là những cái người gọi là thích chiến tranh và buôn vũ khí để buôn bán thì lại thích làm những việc này. Nhưng dù như chúng ta sống hòa bình trên trái đất thì thầy nghĩ là không nên sử dụng bom nguyên tử. Đúng nè. Như vậy ở đây chúng ta trả lời là việc con người chế tạo ra bom nguyên tử không phải do lỗi của các nhà vật lý đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử, mà do lỗi của những người đã sử dụng phát minh của các nhà vật lý vào cái mục đích, rồi mục đích nó không đúng mục đích nghe, mục đích chế tạo ra vũ khí là nguyên tử đúng không nào?
ví dụ như là vào mục đích chiến tranh đi ha, vào mục đích chiến tranh, hoặc là trả trả đũa giữa quốc gia này với quốc gia khác. Hiện nay thì chúng ta thấy là có các cái cuộc chiến tranh ví dụ như Nga với Ukraine, hoặc là Israel với lại Palestine, rồi Iran với Palestine không nhỉ. Nói chung là thằng nghĩ con người chúng ta cũng kỳ lạ, sống trên chung một trái đất mà rất là thích chiến tranh nghe. Thầy cũng không hiểu, tại vì nó mâu thuẫn mà không giải quyết được bằng đối thoại và đàm phán, thế là kết hợp là chiến tranh thôi. Rất là khổ, mà khổ nhất ở đây đó chính là người dân, và người dân thường em, người dân thường, và đặc biệt trong đó khổ nhất đó chính là phụ nữ và trẻ em. Tại vì hai cái đối tượng này là hai thế thế yếu, còn ví dụ thanh niên hoặc là người đàn ông trưởng thành thì có khả năng là cầm súng chống chống lại, nhưng mà ví dụ phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng mà thầy nói với em là khổ nhất. Ta xem phim nhiều người ta đã biết và hiểu rồi đúng không, tại sao như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số số 5. Hãy cùng với nhóm của mình thực hiện thí nghiệm hình 1.1. Dùng dao có lưỡi mỏng, lưỡi dao cạo, xị cuốn mỗi cành hoa làm hai rồi cắm vào hai cốc nước đựng màu khác nhau. Mô tả hiện tượng xảy ra đối với màu sắc của bông hoa sau khoảng thời gian 1 giờ. Như vậy ở đây chúng ta thấy là ở đây là hai cái cành hoa hồng. Như vậy thì ví dụ chúng ta cho nước ở đây là màu đỏ thì cái cánh hoa hồng này sẽ có màu đỏ. Nếu mà hoa này có nước này có màu vàng thì cánh hoa này sẽ màu vàng, thì chứng tỏ là kết quả thí nghiệm sau khoảng 1 giờ thì cánh hoa hồng mà hoa bông hoa bắt đầu nó sẽ đổi màu giống với cái màu của dung dịch của nước này. 1 giờ thì chúng ta nhớ là sau 1 giờ thì chúng ta sẽ là gì game, cánh cánh hoa sẽ bắt đầu đổi màu, bắt đầu đổi màu giống giống cái gì, giống màu của dung dịch nước màu ha, giống màu màu nước nước màu nước màu. Đây ví dụ thằng này đỏ thì cánh hoa màu đỏ, thằng này màu vàng cánh hoa màu vàng, thằng này màu xanh thì cánh hoa màu xanh. Hiện tượng quan sát được chủ yếu là hiện tượng vật lý hay là hóa học, đó chính là hiện tượng gì, hiện tượng vật lý nha, vật lý. Nhớ hiện tượng hóa học ấy, thì nó phải sinh ra chất mới, còn ở đây cũng chả có gì là sinh ra chất mới cả, nên là nó chính là hiện tượng vật lý nha. Làm thế nào để chứng minh được hiện tượng này không chỉ là hiện tượng vật lý hay hóa học mà còn là hiện tượng sinh học nữa? Tại vì quan sát thấy là khi cắm hoa vào nước ấy, thì hoa nó tươi hơn khi hoa không cắm vào nước. Nghĩa là ở đây là chúng ta hiểu là trong cái cành cây này nó sẽ có hai loại mạch, là mạch gỗ và mạch ray, để giúp cho nó vận chuyển nước lên. Cái hiểu nè. Kem ghi là quan sát thấy khi cắm hoa vào nước thì hoa tươi hơn khi không cắm vào nước. Cái này là nhờ gì, cụ thể là nhờ mạch mạch gỗ này, tại vì mạch gỗ của chúng ta là nó sẽ vận chuyển nước và muối khoáng, nước và muối khoáng. Ở đây cụ thể là nhờ mạch gỗ em nha. Dạ thôi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 2. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chắc.